cho các bác, cuối tháng lên cho các bác thanh lý cho các bác con máy chiếu Mitsubishi này. Đấy, dòng máy chiếu Mitsubishi. Con này thì không có cổng HDMI nhá, cổng VGA thôi. Đấy. Đó, rất đẹp. Ngoại hình màu trắng, con này sáng lắm. Đấy, em đang bật nhá. Mã của nó là ES200U, mã là ES200U nhá. Đấy, dòng máy chiếu chạy DLB. Để nó sẽ có cái cầu vồng hơi sọc sọc khi mà mình quay. Đó, máy sáng trắng đẹp. Con này đây cho các bác xem, các bác có thể dùng để hát karaoke hoặc là dạy học rất là ok nhá. Chữ rất là rõ nét. Đấy, màu sắc, giá vàng hôm nay đây, giá vàng hôm nay là đang tăng rất là cao. Đấy, màu rất đẹp đó, máy rất là chính là ok nhé các bác nhé, này rất chính là ok đấy. Đây, các cái cổng trình chiếu của máy đây. Đó, máy độ sáng là 2400 ansi lumen nhé. Độ phân giải là 800 x 600. Con này có thể nén được lên HD. Đó. Nén HD nhé. Tuổi thọ bóng đèn của nó là 4000 giờ. 4000 giờ. Con này công suất bóng là 180W. Đây cho các bác xem số giờ chạy của máy là 307 giờ. Mới chạy 307 giờ. Con này là của khách để ở kho không dùng, dùng rất là ít nên là muốn thanh lý đi. Đây em sẽ thanh lý cho các bác con này, giá rất chi là rẻ luôn, chưa đến 2 triệu đấy. Đấy, máy đây 307 giờ nhá, giờ chuẩn đấy, chưa làm gì đâu. Đó, thanh lý cho các bác con máy là 1,9 triệu, 1,9 triệu nhá. Đấy, giờ zin luôn, karaoke cho các bác xem. Em vẫn đang bật điện nhé. Các bác về các bác có thể chiếu lên tường nhà mình cũng được. Hoặc các bác có mua thêm cái màn chiếu lên cho nó trắng sáng. Đấy, chữ karaoke rất đẹp. Bây giờ em sẽ tắt điện đi để cho các bác nhìn nhé. Đây, bây giờ là đã tắt điện này. Máy này nếu mà muốn chiếu 100 minh thì các bác để khoảng cách từ màn cho đến máy là 3 mét. 3 mét các bác nhé. 3 mét đây, Mitsubishi. Đấy. Con này thì ở bên trong menu của nó thì không có tiếng Việt, có tiếng Anh thôi. Đấy, cổng VGA, các bác lấy máy em tặng thêm cho các bác cái cổng chuyển từ HD sang VGA, các bác cắm. Các bác dùng con này chiếu hát hò karaoke dạy học ok nhé. Giá rẻ, thanh lý cuối tháng 1,9 triệu. Đấy. Chữ rất chi là rõ nét. Đây. Đấy, sáng. Đấy. Chữ rất chi là rõ, đây màu sắc đây. Đấy. Ok các bác nào ưng mà con máy này thì cứ liên hệ với em nhé. Em sẽ để số điện thoại ở bên dưới. Các bác có thể kết bạn qua Zalo hoặc nhắn tin qua fanpage cho em. Rồi, cảm ơn tất cả các bác. Các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh để đón xem nhiều cái video mới nhất của em nhé. Chào tất cả các bác.